1, 2, test. Rồi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng bạn Tuấn. Và hôm nay, MeToMe sẽ giới thiệu với mọi người một lỗi trên dòng đàn S750 và S950. Một lỗi rất phổ biến, đó là lỗi Internal Hardware Error. Và đây là cái lỗi của nó. Mình sẽ quay kỹ lại cho mọi người cùng thấy nhé. Đây, khi các bạn khởi động đàn lên sẽ xuất hiện một dòng chữ Internal Hardware Error, tức là lỗi phần cứng nội bộ. Thì lỗi này xảy ra trên dòng đàn 750 và 950 rất là phổ biến nha các bạn. Khi chúng ta gặp cái lỗi này, các bạn thay cho mình cục nguồn đi. Nếu mà không hết thì chắc chắn là bên trong lỗi. Còn nếu bây giờ các bạn thay cục nguồn mà nó hết thì chúng ta tiếp tục xài đàn tiếp. Thì giờ mình thấy cái lỗi này và công ty mình sẽ tiến hành thay một cục nguồn khác để kiểm tra lại. Nếu cục nguồn khác mà đàn khởi động bình thường thì tức là do cục nguồn bị lỗi đó các bạn thay cục nguồn là xong. Còn nếu sau khi thay cục nguồn mà lỗi này vẫn xuất hiện thì chắc chắn là trong đàn mình bị lỗi. Các bạn cần mở đàn ra và mở mainboard ra để sửa chữa. Nếu các bạn ở xa thì có thể xem hướng dẫn của MeToMe để gửi mainboard về cho công ty. Sau khi sửa chữa thì bên mình sẽ đóng gói và gửi lại cho các bạn ngay. Rồi chúng ta tiến hành bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ thay một cục adapter khác và chúng ta thay một cục cuồng khác và mình sẽ tắt đàn. Rồi. Nếu mà đàn khởi động lên được, khởi động vào chương trình chính được thì nguyên nhân là do cục nguồn. Còn nếu đàn không khởi động được thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành sửa chữa. Để chúng ta cùng theo dõi. Rồi các bạn, vậy là nguyên nhân hư hỏng nó sẽ xảy ra ở trong mainboard chính của đàn. Và bên mình sẽ tiến hành mở đàn ra để sửa chữa các bạn nhé. Rồi các bạn, sau khi mà đàn đã mở xong thì chúng ta sẽ tiến hành rút các dây cắm trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu mở ốc của mainboard ra và lấy mainboard ra khỏi đàn. Rồi tất cả các dây cắm đều dễ mở trừ các cái dây cắm của màn hình nha các bạn. Để các bạn cần chú ý cẩn thận hơn và chúng ta mở thẳng đứng, rút thẳng đứng. Rồi xong rồi các bạn. Rồi sau khi mở thì các bạn chú ý ở đây. Rồi sau khi nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái cắm, dây cắm của màn hình này nó rất dễ hư hỏng nè. Nếu các bạn mở ra mà thấy cái dây cắm này nó có vấn đề thì cứ đặt thêm ở bên MeToMe, mình sẽ gửi cho các bạn một cái sợi dây cắm màn hình khác để các bạn cắm vào cho nó yên tâm. Nếu dây cắm màn hình bị hư hỏng mà các bạn cố gắng bạn cắm vào đây thì nó sẽ chập, nó cháy luôn IC màn hình này thì rất là nguy hiểm. Lúc đó thì cái bo của mình nó cũng sẽ cháy luôn, tại vì con IC này chập cháy thì cái nguồn, cái phần nguồn này cũng bị chập luôn. Thì khi ngắn mạch thì điện ở đây nó sẽ bị sót lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở ốc. Rồi sau khi mở hết ốc ra, các bạn kiểm tra coi còn cái dây nào đang cắm không, các bạn rút hết ra. Rồi sau đó các bạn nhấc nhẹ cái men thì cái men sẽ rớt ra ngoài. Rồi ok. Đó, lấy cái men ra ngoài thì như vậy là các bạn có thể đóng gói nguyên cái phần mainboard này và các bạn gửi vào công ty của mình được rồi. Rồi mình sẽ sửa chữa cái mainboard này và quay lại gặp lại các bạn trong giây lát. Xin chào mọi người đã trở lại với MeToMe cùng cây đàn S750 bị lỗi Internal Hardware Error. Và cái đàn này mình đã sửa xong và bây giờ kỹ thuật viên Tuấn đang lắp mainboard vào đàn trở lại. Chúng ta sẽ test đàn trong ít phút nữa. Rồi, như vậy là cái đàn đã khởi động thành công rồi các bạn. Chúng ta tiến hành test lại tất cả nút nhấn và phím đàn nha. Khi sửa đàn thì bên mình sẽ test tất cả lại. Nếu mà có sự cố gì thì mình sẽ báo cho khách luôn, để sẵn lúc mở cái đàn ra mình sửa luôn để cho đỡ mất công đó các bạn.
thì những cái bệnh liên quan đến nút nhắn và phím thì Metumi sửa rất là nhanh. Cho nên nếu mà anh em có vấn đề gì về nút và phím thì bên mình sẽ sửa và lấy ngay trong vòng 1 tiếng đồng hồ là tối đa rồi nha các bạn. Kỹ thuật của mình đang kiểm tra lại tất cả các nút nhấn. Các nút nhấn thường xuyên sử dụng là các nút Start Stop, nút Tempo, nút Soundbox và các Main ABCD này các bạn này. Những cái này rất là mau hư và thường là bên mình sẽ kiểm tra luôn và báo cho khách. Rồi, và như vậy là cái S750 của một anh khách ở Bình Thuận, công ty mình đã sửa xong lỗi internal hardware error. Lỗi này cũng có thể xảy ra trên dòng đàn 950, 770 hoặc là 970 nha các bạn. Thì nếu các bạn có gặp tình huống bị lỗi giống như vậy, hãy làm theo cách của mình. Cách thứ nhất là chúng ta đổi cục adapter. Nếu mà adapter đổi xong, đàn khởi động được thì chúng ta tiếp tục sử dụng và thay adapter. Nếu đã thay adapter rồi nhưng vẫn còn hiện tượng lỗi như vậy thì chúng ta tiến hành tháo mainboard và sửa. Có bạn ở xa có thể gửi mainboard về cho công ty Metumi, hoặc các bạn ở gần thì có thể mang đàn trực tiếp đến công ty mình thì công ty mình sẽ sửa dứt điểm bệnh này cho các bạn. Phương pháp sửa của Metumi là phương pháp sửa chuẩn nhất hiện nay, đó là phương pháp làm lại bộ nguồn của S750 và S950. Nếu các bạn sửa hết lỗi nhưng không làm lại bộ nguồn thì cái nguyên nhân chính là bộ nguồn sẽ làm cho cái đàn bạn hư hỏng càng ngày càng nặng ra và giá sửa sẽ lên rất là cao. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Metumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.